Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanctity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn upgrade firmware của các dòng switch Cisco Catalyst, bao gồm các dòng switch Catalyst 3650, 3850, 9002, 9003, 9004, 9005 hoặc 9006 series. Tất cả các dòng switch này thì đều có chung một cách update và các bạn có thể áp dụng để upgrade hoặc downgrade firmware đều được. Trước tiên, để upgrade switch thì các bạn cần phải tải các file iOS XE về. Tuy nhiên, các bạn cần phải có tài khoản được map với các hợp đồng liên quan đến thiết bị thì mới có thể download được. Nếu không có tài khoản thì các bạn có thể liên hệ bên cung cấp thiết bị để nhờ họ tải cho nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm phiên bản phù hợp để upgrade lên. Các bạn vào trang software.cisco.com. Chọn Asset Download. Nhập mã sản phẩm vào ô tìm kiếm, ví dụ switch của mình là C9003-24T-E thì mình sẽ nhập vào đây là 9003-24T-E. Chọn menu iOS XE Software. Khi upgrade hay là downgrade thì chúng ta sẽ có nhiều nhu cầu khác nhau. Ví dụ khi chúng ta thêm một switch vào stack thì các bạn sẽ cần chuyển switch mới về cùng phiên bản với các switch cũ. Khi đó các bạn chỉ cần tìm đúng phiên bản trên switch cũ là được. Còn với trường hợp là switch mới triển khai thì các bạn nên download các bản suggested release phía trên này. Cisco có khá nhiều loại iOS và đặt theo tên khác nhau. Để so sánh sự khác nhau thì khá khó. Các bạn có thể xem trong các file release note. Tuy nhiên tốt nhất switch đang chạy loại nào thì các bạn download bản tương tự là được. Trên switch các bạn có thể show version để kiểm tra. Switch của mình đang chạy bản Bengaluru nên mình sẽ download bản 17.6.5 này về. Sau khi có được file iOS, các bạn cần kiểm tra xem ổ flash còn đủ dung lượng để upgrade không. Các bạn cần ít nhất 1GB dung lượng trống. Các switch Catalyst 9000 có bộ nhớ flash khá lớn nên thông thường các bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu không đủ dung lượng, các bạn sử dụng lệnh install remove inactive trong mode Eset. Switch sẽ liệt kê các file không cần thiết cho quá trình hoạt động. Phía trên này là các file sẽ được giữ lại. Còn phía dưới này là các file sẽ bị xóa. Nếu không có gì quan trọng thì các bạn chọn Yes để xóa. Hiện tại switch của mình không có file nào thừa nên switch sẽ báo là Nothing to clean. Để copy file ISO vào switch, các bạn có thể sử dụng USB, FTP hoặc TFTP đều được. Nếu sử dụng USB thì các bạn chỉ cần copy file ISO vào USB, cắm USB vào switch, sau đó sử dụng lệnh copy USB flash 0, 2 chấm, tên file ISO được lưu trong ổ USB, cách flash 2 chấm là được. Nếu không có USB, các bạn có thể sử dụng FTP hoặc TFTP. Mình sẽ sử dụng TFTP server là SolarWinds TFTP. Các bạn có thể tìm kiếm cụm từ này trên Google, nó hoàn toàn miễn phí. Các bạn download SolarWinds TFTP về cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì trên máy tính sẽ có một app là TFTP Server. Các bạn có thể search bằng cụm từ TFTP, sau đó mở phần mềm này lên. Vào menu File, Configure. Trong phần Storage, các bạn chọn Browse và chỉnh đường dẫn tới nơi lưu file ISO. Sau đó kết nối dây mạng từ switch vào máy tính. Các bạn có thể cắm bất kỳ cổng nào, do mặc định thì các cổng đều thuộc về LAN 1. Nếu switch đã được cấu hình trước đó thì các bạn kết nối theo đúng mô hình là được. Thông thường nếu switch đã cấu hình rồi thì máy tính của các bạn đã thông với IP trên switch nên các bạn có thể bỏ qua bước đặt IP này. Trên switch thì các bạn vào mode config. Vào interface VLAN 1. Đặt IP cho switch bằng lệnh IP address. Sau đó là IP,
Các bạn chỉ cần đặt IP của máy tính và switch cùng giải là được. Mình sẽ đặt IP 192.168.1.1-24 cho switch. Trên máy tính mình sẽ đặt là 192.168.1.2-24. Gateway thì các bạn không cần cấu hình, do giải này mình chỉ sử dụng tạm để truy cập đến switch thôi. Các bạn ping thử từ laptop vào switch để kiểm tra kết nối. Sau khi ping thông thì các bạn cần tắt hết phần mềm diệt virus và firewall trên máy tính đi. Do mặc định thì firewall sẽ chặn TFTP. Mình sẽ tắt Kaspersky và firewall trong control panel. Sau khi đảm bảo thông mạng và không có firewall chặn TFTP thì các bạn quay lại switch. Copy file ISO vào ổ flash của switch bằng lệnh copy TFTP 2.... IP của TFTP là IP mình đặt cho máy tính là 192.168.1.2 tên file ISO. Mình sẽ copy tên file vào. Sau đó là ổ flash. Các bạn nhớ có dấu 2 chấm ở sau flash nhé. Các bạn thấy dấu chấm than chạy là ok. Chúng ta chỉ cần chờ cho switch copy xong là được. Sau khi copy xong, các bạn có thể kiểm tra bằng lệnh dir flash 2.sao.bin. Có file iOS mới trong ổ flash là được. Tiếp theo chúng ta cần kiểm tra xem switch đang boot bằng file nào. Mặc định thì switch sẽ boot bằng file package.conf. Tuy nhiên có một số trường hợp nó sẽ khác nên các bạn vẫn phải check lại. Các bạn kiểm tra bằng lệnh show boot system. Trong phần boot variable là file package.conf thì các bạn có thể tiếp tục upgrade. Còn nếu không phải file này thì các bạn vào mode config. Cài đặt tham số boot bằng lệnh boot system flag 2.package.conf. Lưu lại khẩu hình. Sau khi đảm bảo đã copy file iOS và tham số boot đã đúng, các bạn cài đặt file iOS mới cho switch. Thực ra thì các bạn có thể cấu hình boot system vào file iOS mới luôn để switch boot bằng file .bin cũng được. Tuy nhiên thì cách này không được khuyến nghị, do nó sẽ tăng thời gian khởi động của switch và switch sẽ phải giải nén file .bin vào bộ nhớ RAM, nên sẽ làm giảm hiệu suất của switch. Trong mọi trường hợp thì các bạn nên cài đặt chứ không cấu hình boot thẳng vào file .bin nhé. Các bạn cài đặt bằng lệnh install appfile flash 2. Tên file ISO mới trong ổ flash. Activate commit. Các bạn lưu ý sau khi switch cài đặt xong thì sẽ tự động reboot. Do vậy các bạn cần lưu cấu hình hoặc sắp xếp thời gian để không ảnh hưởng đến người dùng trong mạng. Sau khi giải nén xong thì switch sẽ thông báo nếu tiếp tục thì sẽ yêu cầu reload, chọn Y để tiếp tục. Sau khi cài đặt xong thì switch sẽ reload. Các bạn chờ switch khởi động xong thì chúng ta đã upgrade thành công. Trong quá trình update, có thể switch sẽ cần update cả bootloader nên nó sẽ hơi lâu.
Để kiểm tra thì các bạn sử dụng lệnh show version. Suite của mình đã upgrade lên bản mới nhất. Sau khi upgrade thành công, nếu mọi thứ hoạt động bình thường thì các bạn sử dụng lệnh install remove inactive để xóa các file ISO cũ đi. Suite sẽ xóa toàn bộ các file liên quan đến iOS cũ đi để giải phóng bộ nhớ. Chọn Y. Nếu các bạn không quen giao diện dòng lệnh, các bạn có thể sử dụng giao diện web. Tuy nhiên, giao diện web thì các bạn sẽ khó xử lý trong trường hợp upgrade bị lỗi, nhưng nó dễ thao tác hơn. Mặc định Cisco không có IP và tài khoản mặc định, do vậy các bạn cần phải cấu hình một số thông số trên CLI trước. Đầu tiên, các bạn cần kết nối dây mạng từ máy tính vào switch, đặt IP cho switch vào máy tính tương tự như khi sử dụng TFTP. Các bạn có thể xem lại ở bước copy iOS vào switch. Mình sẽ cấu hình lại IP 192.168.1.1 trên VLAN 1. Trên máy tính thì mình đã đặt IP cùng dài 192.168.1.2 trên cạp mạng rồi. Các bạn tạo một tài khoản để truy cập vào web. Bật dịch vụ HTTP để truy cập vào giao diện web bằng lệnh IP HTTP. IP HTTP server là bật cho HTTP, còn IP HTTP secure server là cho HTTPS. Mình sẽ bật cả hai lên. Bật xác thực web bằng tài khoản local. Sau đó các bạn mở trình duyệt web và nhập IP đã cấu hình trên switch. Đăng nhập với tài khoản vừa tạo trong CLI. Để upgrade hoặc downgrade iOS thì các bạn vào menu Administration, Software Management, Upgrade Mode chọn Install, Transport Type chọn My Desktop để tải từ máy tính lên. Các bạn cũng có thể tải lên từ SFTP, FTP, TFTP hoặc nếu có iOS trong suite rồi thì các bạn chọn Device. Mình sẽ chọn My Desktop để tải từ máy tính lên. Nhấn Select the File và chỉnh đường dẫn tới nơi lưu trữ file iOS. Vừa nãy mình đã upgrade lên bản mới nhất nên giờ mình sẽ chọn bản thấp hơn để downgrade. Sau đó nhấn Download and Install. Các bạn chờ switch chạy xong cột Status bên phải là được. Sau khi chạy xong thì các bạn nhấn Save Configuration and Activate là xong. Các bạn có thể nhấn Remove Inactive File để xóa các file OS cũ. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn upgrade firmware của các dòng switch Cisco Catalyst Series. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì cứ để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.